Hello, Yu xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Cuộc Sống Tại Nước Mỹ. Bây giờ mình sẽ đến IKEA để mua trang trí nội thất nha các bạn. Đây, và bên trong. Bên trong nó như thế này. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu thang nha các bạn. Trước tiên vào lên lầu là thấy được cái phòng trang trí phòng ngủ như thế này rất là relax luôn. Rất là đẹp luôn. Trang trí phòng living room rất dễ thương luôn. Phòng ngủ. Living room. Sofa. Nói chung là có một cái diện tích cho nên là trang trí rất là thoải mái, rộng rãi, rất là relax và rất là sang trọng. Trang trí cái bàn ăn này nè, rất là đẹp. Phòng khách bên trong. Nó trang trí cái khu này rất là đẹp. Cái living room là bao gồm có kitchen room và cái phòng ăn luôn, rất là đẹp. Trang trí một cái bông đèn này rất là đẹp luôn. Một góc nhỏ để relax. Cái ghế này 15 đồng và cái bàn này thì 19 đồng 99. Cái bộ sofa này vừa làm ghế vừa làm giường luôn là 699 đồng. Đây là khu dãy bàn ghế nhỏ nhỏ, xinh xinh, rẻ tiền. Và bên đây là dãy ghế. Đây là cái kệ để tivi. Cái kệ này nhiều khung nè, 179 đồng. Có cái tủ này rất là đẹp luôn, mình có thể để huy chương của mình nè, để huy chương của mình lên. Và bên cái dãy kệ mà kệ treo tường như thế này, đây là kệ sách, đây là muốn để gì đó để kệ sách đây. Cái kệ giống bậc thang như thế này mình có thể trang trí hoa hay là khung hình đều được. Và bên cái kệ này mình thích cái này rồi, 139 đồng. Nhảy qua đây rất là nhiều. Đây là kệ ngay cái góc bếp, còn đây là bếp, giá của nó là 999. Khu này là xin gửi chén. Đây là những cái kệ cho cái góc nhỏ nhỏ. Qua bên đây là bàn ghế ăn. Và ngay cả có ghế ngồi luôn. Đây là phòng, những là phòng ăn mà lãng mạn dành cho hai người. Ô, mình thích cái kệ này rồi. Cái kệ này rất là đẹp để được everything. Kệ này giá của nó là 199 đồng. Ok. Ok, I like it. Để được rượu luôn, ly luôn. Dãy ghế. Dãy bàn ghế. Tủ sắt để hồ sơ. Đây là cái bàn làm việc dành cho người có về làm việc về thiết kế các bạn, về cái sáng tạo á, cho nên là cái bàn nó có độ nghiêng và bóng đèn như là mình đang suy nghĩ. Và cái giường này mình có thể dỡ lên để cất đồ dưới đây được luôn. Đây là những cái giường tầng. Đây là for baby, cho baby. Ra ngoài đây là dãy ăn uống. Dưới cầu thang là đồ bếp. Khu này là gối. Dãy này là màn. Còn khu này là thảm. Coi sao cũng